Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cập nhật lại cây lựu đỏ Peru nha các bạn. Lựu đỏ Peru thì đây là cây giống. Các bạn nào có nhu cầu giống thì cứ liên hệ với mình ha. Lựu đỏ Peru cho trái rất là sớm, thích hợp trồng làm kinh tế cũng như là làm kiểng ha. Làm kiểng thì về trồng khoảng 5-6 tháng là chúng ta sẽ cho trái, nuôi trái tốt ha. Mặc dù hiện tại nó đang ra hoa nhưng mà cây còn nhỏ thì mình cũng đừng nên để trái. Để trái thì cây nó sẽ chậm lớn, chậm phát triển tàn nhánh. Để mình nuôi tàn nhánh đi ha, nuôi hết bộ tàn cho nó ra, cho nó lớn. Rồi thì chúng ta hãy để trái. Ở đây thì mình chỉ để cho nó, cho các bạn nhìn thấy là đúng giống thôi ha. Cũng như là nhìn thấy mình thích thôi, cây nó ra bông trái sớm. Chứ không phải là trồng hoài mà không ra bông, không ra trái ha. Thì phân biệt lựu đỏ Peru thì cái đọt của nó đặc biệt là rất là đỏ ha, đỏ hơn những loại lựu khác. Không có cái loại lựu nào mà đọt đỏ như thế này hết các bạn. Khi mà cái đọt non nó phúng lên là nó đỏ như thế này. Chỉ đọt non ha, còn cái lá già thì nó không còn đỏ nữa nha các bạn. À, cái nào mà vừa nhú đọt non là nó đỏ một cái màu đỏ rực như thế này. Thích hợp trồng kiểng rất là đẹp ha. Còn các bạn nào trồng kinh tế cũng rất là hiệu quả, bởi vì cái trái lựu của nó rất là to và mọng nước ngọt, ăn rất là ngon ha. Và lựu là nó tốt cho sức khỏe, mình bán thị trường cũng rất là dễ bán. Hiện tại thì chỉ có trong siêu thị mới có loại này ha, nhập khẩu, hàng nhập khẩu chưa có phổ biến. Cho đó chúng ta trồng kinh tế thì chúng ta đi đầu ha, đi đầu thì bán sẽ có giá hơn. Nhưng mà loại lựu này thì cũng đạt hiệu quả, bởi vì cũng dễ cho trái và chất lượng trái ăn ngon thì thị trường sẽ ưa chuộng và sẽ bền vững nha các bạn. Rồi các bạn nào có nhu cầu giống số lượng lớn hoặc là lẻ một hai cây mình cũng có giao ha, có ship code. Các bạn cứ nhắn vào Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình. Nếu vào Zalo thì các bạn chỉ cần vào cái mục nhắn tin, chọn nhắn tin thì lưu ý là chọn vào một nhắn tin rồi nhắn tin cho mình ha, mình sẽ gửi hình báo giá nha các bạn. Chứ còn các bạn đợi mình trả lời thì lâu lắm, tại vì cái danh sách của mình nó đầy rồi. Chỉ cần chọn đúng số điện thoại rồi nhắn vào một nhắn tin mình sẽ trả lời ha. Không cần phải đợi đồng ý nha các bạn. Không cần phải đợi đồng ý kết bạn, khỏi cần phải gửi ý kết bạn ha. Thì lựu này rất là nhanh cho trái và tỷ lệ đậu trái cũng cao. Và chất lượng trái ăn rất là ngon ha. Trái to giống như là cái lồng đèn vậy đó các bạn. Chúng ta trồng làm kiểng thì rất là đẹp và trồng kinh tế cũng hiệu quả ha. Rồi nhanh tay liên hệ ha, mình sẽ gửi hình báo giá. Cây giống thì tùy theo cây lớn nhỏ ha. Đây, nó thân cây á, thì trung bình có bằng ngón tay, nhưng mà cái chiều cao nó thì cao ha. Khi mà chúng ta ra đất, đây cái bầu này nó nhỏ nè các bạn. Khi nào chúng ta ra đất á, ra đất á, thì nó sẽ nha, rất là nhanh lớn ha. Lựu Peru nhanh lớn lắm nha các bạn, nhanh lớn hơn những loại lựu khác ha. Cũng nhanh cho trái luôn, cho trái rất là sớm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh ha. Các bạn có thể xem lại những video trước của mình ha. Rồi đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết về giống lựu đỏ, lựu Peru ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.